Vó con mới lau mặt rồi. Nào, đừng có đặt quá. Nào, để phôi cozinha bông. Mình vừa hướng dẫn bạn nêu xong đấy các bạn. Hướng dẫn bạn nêu xong bạn đi thái được ngay. Mọi người đang nhìn cái thái của bạn ấy. Tô Lê Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lê Phong Cuộc Sống Châu Phi. Sáng nay thì có bạn Sandra và bạn Manuel đang tưới su hào. Sandra xin chào các bạn. Tinh tạc các bạn, tanta lai Sandra. Còn cỏ thì đang rất là nhiều, các bạn ấy chưa kịp làm đấy các bạn. Có một mình bạn Sandra đi nhổ cỏ thôi. Còn các bạn thanh niên trẻ là đi tưới nước, trồng trọt và làm nhà. Còn ở đây là người dân châu Phi. Ở đây là người dân Angola các bạn. Là người ta cũng lần đầu tiên được nhìn thấy su hào thôi. Bạn Manuel là cũng đang bảo không biết là cái rau này làm sao nó lại có củ đây các bạn. Cái lá này ở đây, cái lá này thì người dân ăn như kiểu lá prosuda đấy, bán là cũng chục lá cũng được 100 quan đấy các bạn. Còn củ thì người dân người ta không biết ăn, là không biết là khi mà bán ra thị trường bên ngoài thì người dân người ta có mua hay không. Cái điều đấy thì chắc là người dân ta thấy lạ thì người ta sẽ không mua rồi. Người ta chỉ mua lá thôi chứ không mua củ. Đất ở Angola rất là tốt đấy các bạn. Đất rừng cũng là lâu năm rồi. Lâu năm ở đây là chưa khai hoang. Năm nay là mình khai hoang là năm đầu tiên là mình trồng su hào. Đến thời điểm này thì su hào phát triển rất là tốt. Còn trên kia đằng xa này là khu vực mà các bạn ấy đóng gạch đất là cũng đã khô rồi đấy các bạn. Khô rồi nhưng mà cũng phải vài hôm nữa các bạn mới chuyển xong. Chỗ này là các bạn ấy chuyển gạch lên chắc cũng phải vài hôm thì mới hết được. Chỗ này mình sẽ cắt cử cho các bạn ấy khoảng tầm 3 người là vận chuyển gạch lên trên cái nhà mới trên kia. Là các bạn cũng đã đào móng xong rồi các bạn. Thì còn chuyển gạch lên nữa. Chuyển gạch xong là mình sẽ thuê người xây. Bom. Churrai, como é bom experimentar hoje. Churrai, an. Bom. Bom falar como ngon é bom. Sim, gon. 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 Hoje eu ensino a frita. Sim, a cozinha de secar. Não secar. Ok. Tá bem, tá bem. Experimentar hoje e vamos ver se tá gon. Ngon, depois levar se vender. Sim, sim, bom, bom, yeah. Bom, gone, uma su hào é vender 200, é 300, vender 300, aqui 200 ganhar. Ok. Uma patata vender 200. Ganhar, tá bom, gone, Tony Fan. Você come o primeiro, depois fala bem de cliente. Sim, não, vê mesmo só assim. Gone, gostoso. Chưa nấu su hào mà bạn đã biết được su hào ngon rồi. Bây giờ mình sẽ chạy qua chợ. Bây giờ mình sẽ chạy qua chợ để mua một ít lông gà để xào mấy cái củ su hào. Các bạn ăn sau này là một thời gian nữa su hào mà mình mà bán cộng đồng cho người Việt mà mình không hết thì mình sẽ bán ra bên ngoài để cho các bạn ấy mang đi bán. Thì các bạn phải ăn trước được thì các bạn mới biết được là xem là cái su hào này ngon như thế nào thì các bạn ấy giới thiệu cho khách hàng. Các bạn ấy cũng đã tưới xong rồi đấy các bạn. Nên là
các bạn cũng đã tưới xong, giờ quay ra đây để đi hái su hào. Es grande, tira de cabeza. Aqui, aqui, bem grande. Então não pensa que também essa casca. Tira, corta. Também essa casca. Sim. Depois de salir ele fazer rápido. Já. Hoje eu vou cozinhar. Esse, hein? Esse, tira. Só esse dessa cozinha, esse dessa cozinha, esse dessa cozinha. Esse dessa cozinha. Folha. Porque esse pau é grosso. Cozinha de mão. Esse frita, não quer. Não ferver. Assim? Ok. Tá bom, bonito. Não sei. Deixa, né? Vou levar um bora e folha. Tá bom? Olha você que vai fazer. Não, pequeno não. Grande, tira grande. Các bạn ấy đi thu hoạch nhà lấy chục củ để về ăn. Bạn nêu chỗ đằng kia toàn củ to đấy các bạn. To mà vậy. Ok, ai ai ấy. Đặt tên. Toàn củ to đấy các bạn. Chục củ là sẽ ăn đủ đấy các bạn. À, chục củ thì có hàng xóm ở gần đây nữa. Thì mình cũng lấu lên để cho mọi người ở quanh đây ăn. Nhà Antono thì các cháu nữa. Esse aqui é grande, aqui frente. Uau, ele é bem grande essa. Uau. Não dá crescer mais, né, Tony? Só chega assim só. Oh. Ele é grande assim só. Você tenta hoje e depois chama a cliente. Não sei como é cru. Ah, vizinho. Depois vi da para tua, pra tua. Yeah. Eu dá pouco tempo comer. Đây là bạn bác hàng xóm này sẽ bây giờ nấu xong thì bác ấy sẽ cầm một cái đĩa lên để mình chia cho mọi người quanh đây một người ăn luôn, ăn thử luôn. Tôi chega tira des des sim aí tem quantas deixa contar já 2, 3, 4. Também quero provar, boé. 4, 5, 6, 7. Você que estão aqui, eu estou muito 8, 9, 10. Essa aí foi lá, valeu. É. O tempo que pegamos aqui. Quando a lá, 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 bạn. Lá su hào này là bạn Mario, bạn nhận, bạn cầm về nhà rồi. Lá su hào ăn thơm lắm đấy các bạn. Hôm nay là món này xào. Món này xào thì mình không sử dụng cái lá này được. Nếu mà xào thì cái cọng nó rất là cứng. Tí ra khoan thì các bạn phải nấu lên. Nấu kỹ thì nó sẽ nhừ ra. Thì cái cọng nó mới nhừ được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. 6. Oi, tu. Oi. Falta mais uma. Các bạn ấy rất là hào hứng ấy. Hào hứng là lần đầu tiên ăn su hào. Hôm nay này mình sẽ thu hoạch 10 củ để về các bạn ấy sẽ nấu ăn thử. Já? Já. Já pronto. E tá um leu, leu aí. Sim, é mesmo já tava aqui. Leu aí. Sim, mano. Vai lá casar. Cascar. Cortar. Provar. De minha folha. Cascar. Cortar a dura mão, né? Tirar a pele. Tirar a pele. Depois vai lá e ensina. Sim. E tí quay về bếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. E essas coisas? Tất cả mọi người sẽ cùng. Sau đó là cách thái. Còn hôm nay lên trên phố thì không có lồng gà, mình mua xúc xích để xào để các bạn ăn thử. Chính ra là mình muốn xào không thôi, để các bạn ăn thử xem mùi vị như thế nào, để các bạn còn giới thiệu với khách hàng. Còn khách hàng, người dân ở đây là người ta sẽ xào không thôi các bạn, xào không. Thì là người ta ăn sẽ có cảm giác ngon, thì biết ngon thì người ta nói chuyện với khách là như vậy. Tại vì là khi mà bán cái này thì là người dân người ta cũng không xào lẫn với thịt cho các bạn, mà thường là sẽ xào không hoặc mới hành. Folha. Dá pouco folha, mas que? Sim. Mas comer tento. Então quer provar também. Sim. Provar bom? É, depois okay. Vou comer. Ok, depois vai lá comer. Tento, é? Tá bem pesado. Tá muito pesado. Numa sabe a minha cunhada. 15 quilos. É, tá no... muito pesado. Pesado. Muito. Bạn đang kêu là nặng lắm đấy các bạn. Tại vì là củ su hào này thì
rất là to rồi. To mà lại còn chứa nhiều nước nữa và bột. Nuta, foi na cidade. Mas vai ver meu irmão. Ah, já, depois vou ir lá. Sim. Antônio! Depois vai ver buscar os pratos. Depois, 3 prato, vai buscar, é. Suhao, come até a tua. Ah, sim. Olha, viu, cozinha. Ah, ok, ok, ok. Mana? Bạn đang làm nhà đấy các bạn. Opa, cả cái nhà xinh. Số để là đủ để phía số. Dao là mình hôm vừa rồi là cắt là bị hỏng đấy các bạn. Nó bị hỏng nên là mình cũng đã tự mang sửa. Mang hàn lại cái cán với cả mài cho nó cái phần lưỡi của nó là nó phẳng lại. Sử dụng được lại ok rồi đấy các bạn. Đây là bạn đang mài, mài sắc để tí vào thái cho nó bén. Dễ dàng. Đã bôi vai là tên tú con me để su hào á. Ôi dìu, em frita. Tí nữa cả gia đình bạn tám nữa. Còn ở đây là hàng xóm là bạn Giao nữa. Giao này thì là trồng vườn ở trên này. Đã bôi con me su hào tên tú vô xếp về. Ok. Muito bonito. Còn khu vườn bạn tám thì về mùa này là mùa khô nhưng mà su hào lên rất là tốt vì là vợ chồng bạn ấy rất là tiết kiệm là không dám ăn su hào. Hôm nay sẽ được thưởng thức luôn cái món su hào của bên trang trại của mình. Còn vợ bạn Leo thì đang đi lên trên kia để lấy củi về để nấu ăn. Ainda depois cozinhar se não tá bom, esse comelo bem. Depois? Depois amargo. Não, depois gostoso. Mãe, gosto. Depois esse amargo. Não, gosto. Cozinha amargo, você vê. Sim. Quando cresce bué? Quando cresce bué. Não, esse depois cozinhar ainda amargo, bem pouquinho. Ah, pouquinho. Sim. Sim. Tá bom. Mình tá đang chơi các bạn ấy, cái củ su hào này là tí nấu xong là ăn nó rất là đắng đấy các bạn ơi. Yeah, tí nấu xong thì các bạn ấy sẽ biết là cảm giác của cái củ su hào nó sẽ ngon như thế nào. Cascar. Cascar, sim. Como? Poder cortar essas folhas? Sim, tirar folha, o meio do folha da banha, depois lavar, cortar, curto, frita última. Depois entrar junto. Cascar igual batata? Sim. Não, assim não. Você cortar aqui, PSN igual pau. Aqui? Sim. Ở đây người châu Phi thì ở đây là người Angola, người ta sẽ cắt như vậy đấy các bạn. Thớt thì có cái rồi để tí các bạn thái sau. April. No, no. April pusa. April pusa. Sim. Ok, assim, tá bom. Você fazer depois entender, ensinar a pessoa, porque a pessoa não entender de cozinhar, não entender de cortar. Sim. Então assim não tá bom. Depois a pessoa come rasa, depois volta a casa, não entender de fazer cozinhar. Como de cozinha. Falar não tá bom. Sim, cozinhar depois falar esse surral não tá bom. Não comer bem. Não entender comer como. Mình cũng phải hướng dẫn các bạn nhé. Là hướng dẫn là bóc vỏ như nào. Tại vì là còn sau này các bạn đi bán hàng thì các bạn còn phải hướng dẫn khách hàng nữa đấy các bạn. Hướng dẫn người ta cách bóc vỏ như thế nào và cách nấu như nào, cách thái như nào đấy các bạn. Chứ một cái củ su hào nó to như thế này thì không thái được ra thì không nấu được ăn. Nhưng mà sau khi thái ra mà không thái được ấy, là sẽ không nấu ăn đâu các bạn. Là củ su hào này sẽ không ngon mà không ăn được. Không biết nấu như thế nào. Nếu mà bán trên nếu mà mình bán đây thì chắc chỉ được 200 quan một củ thôi các bạn. 200 quan một củ thôi. Một củ to như này, tại vì là bây giờ một cái bắp cải to như vậy mà chỉ có bán 300 quan mà củ su hào mà mình bán 300 quan thì cũng hơi đắt đấy các bạn. Tại vì là người dân là người ta cũng chưa biết là ngon như thế nào cả.
chưa biết cái giá trị của cây củ su hào, nên là chỉ biết là củ như này bé hơn cây bắp cải mà 300 quan thì sẽ rất là mắc, nên là mình sẽ để giá khoảng tầm 200 quan, nếu mà có khách hàng mua thì mình cũng bán luôn. Bánh pô củ à? Tôi phải lấy thêm tủ. À đê. À đê. Một cặp pinh nhu. Sì. Si può fare salada giunto con cebola. Cebola con de senora. Senora mette poco e ni acori. De poi de guarda prato e bom. E si fa ve. E si fa ze salada e ve. Você cotacco grosso. Você come a de junto de sani. Mette sani come. Bom. Tem frita. Tem de cozinha fa ve junto de osso. Hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu luôn cho các bạn cái cách nấu này, xào này, linh mi xương, rồi là luộc chấm muối, rồi là món mà các bạn ấy có thể làm salad đấy các bạn. Salad thì su hào thì là ngon tuyệt vời, su hào mới củ cà rốt. Cũng có thể là 10 củ này là sẽ đủ đấy các bạn. 10 củ. Ai ông meta mai. Tony đi đâu về đấy Tony? Ủa, đi đâu rồi? Quý đa đùa tên cobra. Ok, phát đi xinh gái hả? Đi ra vườn nghịch chứ. Đi ra vườn đi vặt được mấy cổ ổi về. Bạn bạn nêu thì bạn cũng đã bóc được hết ra vỏ ra rồi, cũng có khả năng là sẽ bị thiếu đấy các bạn. Có nhà Antonio này, nhà bạn Tám này, mê một hàng xóm của mình kia nữa thì là rơi khoảng tầm 16-17 người. Chắc là 10 củ là sẽ không đủ, mình đang bảo bạn Manuel là đi lấy thêm 4 củ nữa về. Để xào một lần để các bạn ăn thử luôn. Tony và một bạn hàng xóm nghe. Tony và một cháu hàng xóm là đang vừa sang chạy sang nhà bạn Tám để xin cả củ cà rốt nữa đây các bạn. Cà rốt của nhà bạn Tám là to như này đây các bạn. Đấy. To như này rồi mà vẫn chưa bán, đợi một thời gian nữa mới bán đấy các bạn. Còn bốn thêm 4 củ su hào nữa thì mới đủ được. Đâu để phôi cuisine bông. Mình vừa hướng dẫn bạn nêu xong đấy các bạn. Hướng dẫn bạn nêu xong bạn đi thái được ngay. Mọi người đang nhìn cái thái của bạn ấy. Rất là lạ lắm đây các bạn. Phải phải rất tuyệt vời. Chưa mà tôi chưa nên tao vào gọi ta là. Ese bola.
Esse chorrão mesmo que ele tá cortando. Esse cai. Churrão. Cuidado, última, cuidado. Leja a mão. Cortado. Abre uma. Ok, pouco só. Assim. Esse tira mais afora porque ele não no direito. Ok. Aqui, ok. Assim. Tá bom. Bonito. Dessa ali caiu. Você corta a última. Caiu afora mais pouco. Não. Desce assim. Assim, você desce. Caiu assim e caiu afora. Assim, bom. Bonito, ué. O gerente já tá em Vietnã. Atira. Nếu các bạn thái nhỏ như này, tí nó khi mà xào là nó sẽ có mắm muối, các bạn ăn thì nó sẽ rất là ngon. Có cả cà rốt này, lại còn hành, lá hành nữa. Người dân đây thì không bao giờ mình thấy, nhìn thấy người dân người ta ăn lá hành cả. Còn lá hành thì là vừa các bạn nhổ ngoài suối về, mình trồng ở kia. Đá bông à, restaurante bông à. Nếu mà như này mà mang chợ Thái thì chắc là rất là nhiều người quay vào để xem cách của bạn nêu bạn Thái. Nhưng mà đây là người dân, người ta không sẽ không có dao nhè đâu các bạn, là sử dụng là cái con dao to này hoặc là con dao phát cỏ thôi. Dao loại này là không có. Đẹp bút bút thì là vai. Yes. Sí. Mọi người cũng đang rất là chăm chú và nhìn bạn nêu, bạn ấy Thái. Xin là va. Bao nhiêu tí ra đi xuống xì là va bay. Tí ra khay. Bạn ấy sẽ bỏ cái rễ và rửa sạch hành ấy tí, bạn nêu bạn Thái luôn để gọn vào. Lúc nào xào xong cái. Canh nhỉ, canh cô gì nhà phu nô mây đúng không? Sao? Sao? Sì. Frita nô đề mò sô đết e kinh dì mưu tù pronto. Đây là mình đang hướng dẫn bạn ấy để lần sau để bạn ấy có thể là sẽ làm salad đá, làm salad đấy các bạn, làm salad để ăn, là bạn ấy đang tạo cái hình cho nó thành cái hình hoa đẹp, và cũng là hướng dẫn các bạn ấy thái luôn, nó mỏng ra, nó mỏng ra thì các bạn sau này làm salad thì nó ngấm mắm muối ăn nó rất là ngon. Còn bạn ấy đang làm thì mọi người cũng đang chăm chú xem, vợ bạn cũng sẽ học hỏi luôn này. Về em siêu nè. Casamento, é? Fazer. Sim, casamento, fazer assim. Feta, tem tempo sobre feta, como é tipo esse? Ainda. Coreia, crua, assim, não bom. Não muito bom. É bom. Bonito. 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 Ok. Não provaste, né? Levantar, vê. Repode. Repode. Tira uma, vê. Tira só uma. Ok, estava bonito. Bom.
mas também acho que dá flor e depois da batata fica bem criado, acho que dá flor. Essa não tem flor. Ah, não dá flor, né, Tony? Não dá. E a semente está aqui. Oi, vamos sentar aí, deixa mais ele. Depois eu ensino a pessoa. Sim, cô ta sinh á. Aprender, depois pessoa compra uma grande sinh não entender cô ta để sao com lét tu com mẹ. É verdade, é verdade. É, não, sau này là bạn nêu mà cũng mang cái củ su hào đi bán là bạn cũng phải hướng dẫn người dân này cách thái như nào chứ không để cả củ như vậy thì ăn làm sao được. Mà không biết làm cách nào để mà ăn. Còn bên kia là một nồi nước là các bạn ấy đang nấu nên là chuẩn bị nấu phun đấy các bạn. Hôm nay ăn phun phun sắn. Cô ta cô ra cebola cô ra. Con mèo. Vira, Santa Vira cô ra. Chúc chúc là các bạn sẽ đảo qua Sani Turu Entra Sani Vui Sani Entra Gora. Ở trên kia là bạn nêu cũng đã thái xong hết rồi. Thái xong cả rau rồi hành. Rồi là một ít cà rốt nữa. Cà rốt cho vào là tạo thành màu, cái màu cho cái... Khi sau khi là các bạn xào xong thì nhìn nó rất là ngon. Tu đu nâu mây ta được hoặc đã út tình mà entra tu đu bánh cô này ở mây ta mây ta này đây bánh cô của. Trên này là bạn nêu là bây giờ là bạn thái quen rồi các bạn, thái là khá là nhanh ấy. Sau khi bạn thái xong là đã được một chậu rồi các bạn. Bây giờ là bạn sẽ cho vào. Ok, à xinh. Chỗ này là lửa xoang liền đấy các bạn. Sa leveli cozinha. Cebola bánh phô củ. Santa vai buscar mais cebola. Tony fa de meta de última. Sim, de última. Lava bánh de pocota, depois leveli ganha. Nếu là bạn đi nấu ăn ngon đi các bạn. Nấu xong là cả xóm ăn là không chê vào đâu được rồi. Tá bom esta mais pouco. Ei, la pesta. Ué, tá bem, vou acabar assim na mãe buscar a cebola. Oi, ainda tem. Já tem. Desce está. Abre o véu. Oh, 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 oh. Ay, ay,
Yo. Thơm quá. Igual repolho mesmo. Bạn ấy đang bỏ cái mùi su hào. Cái mùi su hào này là giống cái mùi rau cải Bồ Đào Nha các bạn ạ. Pronto, meter folha, entra folha. Bây giờ là bạn sẽ cho rau vào các bạn. Cho rau vào. Cho rau vào để đảo một lúc nữa là xong thôi. Chắc là khoảng tầm 10 phút nữa là các bạn ấy sẽ được ăn. Đã có để gì đó? Gì đó? Sau khi là bạn xào là xong rồi đấy các bạn. Bây giờ bạn sẽ bắt ra và chia cho mỗi người một đĩa. Các là bạn như gia đình nhà bạn Antonio và gia đình bạn Tám là bắt đầu đi sang đây rồi. À, còn gia đình nhà Antonio đông người quá, ở đây là bàn mình nó rất bé nên là bạn sẽ cầm ở bên nhà. Còn gia đình nhà 8 thì gần đây thì là có hai vợ chồng thôi thì sẽ ăn cùng các bạn, nhưng mà đồ của các bạn nấu sẵn rồi thì là sẽ cầm xuống đây ăn chung với các bạn ở bên này. Dạ prato teu tao này ra biết đua cháu là phải chạy về nhà để lấy đĩa được. Mua nhiều mẹ tép của ông mẹ ta mai porque esse bom comer bom mesmo esperar mais pessoa depois vi pode comer mais depois ông mẹ ta mai é comer como gostoso. Tá bom. Bom. Tá bom. Não tá bom, não ngon. Muito amargo. Não, muito bom. Còn bạn como é aqui, como é a casa? Como em casa, deixei a panela destapada. Ok, tá bom. Dá seio. Sei gai não. Chắc là đủ đấy các bạn, còn 3 đĩa nữa, 3 gia đình nữa. Hai gia đình, nhà Antonio. Ấy, tôi có số. Ông mình chăm ai? Ông mình chăm ai bố cô? Cái bà mà nằm cho lên mình chắc rồi. João! João ơi! João! Vem comer aqui! Leva sua tigela. Tchau, Tuli, cầm. Não tem mais pessoa azul, ah?
queira. Cada um todo bué. Bué peço. Leva só pega. Nhà bạn Antono thì đông người hơn thì sẽ được sẽ để cho nhà bạn nhiều hơn. Es sin leva como. Uma pessoa leva como. Leva só um Tony Fan. Ok. Là một đĩa này là sẽ đầy. Ui, trai prato. Junta. Ok. Para não ter que mais. Junta, vai. Junta no quente. Ok, assim, Tony. Cuidado ve bông de caminho, á. Tony á. Tá bom. Vai aqui. Vai andar assim. Ok, então. O molho. Outro pessoa. Ok, assim, João, bom. O prato, então. Anda bem, ó. Devagar. É só que não anda na banheira. Banheira atrás, já? Sozinho, você trazer aqui prato bem grande, ó. Sim. Hã? Sim, Tânia. Bạn Giao là xóm mình ở đây là bạn ấy chỉ có một mình thôi, nhưng mà bạn cầm cái đĩa to quá. Ok. Ok. Rồi, vào tâm ai vizinho à. Vizinho để sai đi comme depois comprar. Vâng, xóm này là bác ấy làm ở đây. Đang ra thì bác quay trở lại tí cho bác ăn thử. Bạn ấy là bác ấy là rất là hay mua rau ở trang trại mình. Để bác ăn thử biết được là cái mùi vị su hào như là mấy nữa là bác sẽ mua để ăn đấy. Chega mesmo, mano. Você deverá vir comer aqui, deve levar a tua mãe. Sim. Mas vou também, vou meter aqui. Thế là món su hào này xào là rất là đắt khách đi các bạn. Rất là đắt khách. Xin mời ta đi. Ok, pode provar pouco. Esse su hào, su hào. Provar, tento comer bom, não bom, depois tem que entender como é, comprar. Tem, como tem. Esse de novo, esse pode hoje, comprar hoje. Vou lá louco, já? Sim. Já, le, traz ela a casa, volta mais e vi que comer ela, né? Não assim, traz ela direito, dá mais. Não comer a cor. Bác sẽ ăn thử luôn nhé các bạn nhé. Ăn thử luôn để biết được cái mùi vị của cái củ su hào nó sẽ như thế nào. Đây là mình xào là có một chút đấy thôi. Coi như là xào không như vậy để các bạn ấy ăn thử thì biết cái mùi vị như thế nào. Tá bom? Tá bom. Thế là su hào xào rất là ngon. Você tem, não vai acabar assim. Não pode morar já na minha quinta. Bạn Manuel đã ăn xong rồi đấy các bạn. Nene, espera. Espera. Come mesmo. Trong xoong này bây giờ còn có ít thôi. Bây giờ các bạn ấy một vòng nữa là hết đấy. Là gia đình mình ở đây. Là các bạn trong trang trại là chỗ này là các bạn ấy ăn là hết thôi. Còn đã để cho gia đình bạn Tám này, gia đình nhắn Tono các cháu là tí qua đây ăn. Còn là một bạn hàng xóm nữa. Ngon không Nêu? Ngon không? Ngon. Hôm nay là bạn Nêu, bạn Nêu xào đấy các bạn. Nêu. À, bạn Su Sa thì vừa mới qua đây. Estou aqui almoçando e esta comida está gostosa. Bạn qua đây ăn thử su hào luôn, lần đầu tiên là bạn mới được ăn su hào đấy các bạn. Churrão. Cenoura. Folha, cebola, sani, óleo. Tudo tá bom. Esse su hào é amargo? Não, não é amargo. É bom. É bom. Cozinha bom, comer banho leite. Sim. Que seja, bom apetite a tudo pessoa. Obrigado. Tchau, come on. Come on.
Còn bên này là bạn Masi Nù, là bạn ấy vừa vườn về. Bạn ăn sen tà banh rồi. Nên ăn tà bông. Si si. Nó muito bom. Comida bom. Mọi người ăn rất là im lặng đấy các bạn. Ăn im lặng như vậy là các bạn ấy ăn su hào là rất là ngon. Lần này là mình hướng dẫn các bạn ấy nấu, để sau này mà các bạn ấy đi bán hàng thì các bạn ấy sẽ hướng dẫn người dân cách ăn. Sau khi người ta mua su hào rồi thì phải hướng dẫn người ta cách để nấu ăn, chứ không thì là sẽ không bán được. Tá bom, nenê. Cháu ăn ngon miệng, cháu nghịch quá. Ngồi đất nên là mặt mũi là dính độc đất thôi. Ngon quá đấy à, su xá. Sa ăn thấy ngon không? Bạn ấy ăn thử mà cũng đã hết một đĩa đấy các bạn. Hết một đĩa rồi. Esi su hào tabong ata de compra. Esi patata so de 300. Pia lo, patata de 300. Vou comprar logo. Chega. É bonito. Ai, bicho. Chega. Depois compra leu ele em Siona entender de cozinha. Sau khi là chiều nay mà bác ấy xuống mà mua su hào đấy là 300 một củ đấy các bạn, thì là sẽ bạn Leo sẽ hướng dẫn cách nấu luôn. Đợi mãi cháu Sunny mới Tony và Quỳnh Con nó sang ăn đấy các bạn. Senta bem, senta bem. Vamos tirar agora. Dá-lhe mais. Cunha daqui, cunha daqui. Que bom, então esperar aqui a vocês. Não sei. Vai, cunha ali, daqui, cunha, vai, cunha, vai, come aqui, come Sandra. Ah, come aqui. Que Sandra depois contra a filha e não come. Cunha, toma garfo. Deu de saca, caiu a sangue. Oh, vai entrar lá do E. Có tầm 2 peso. Thế rồi, nhà đang thiếu đĩa rồi các bạn. Sim, 2 peso junto, porque não tem prato. Olha, Nene. Mete muito. Acabou. Toma aquela entequinha. Fati, toma. Mas vai te, o fungo tirar ali. Come o fungo, né, meu? Quỳnh à, Quỳnh cháu ăn ngon không? Nhà mình là đây là bên này là vẫn còn đang thiếu bàn các bạn. Các cháu nhỏ là phải tạm ngồi tạm ở ra khu chỗ này. Sau này là sẽ làm bàn làm ghế là đàng hoàng hết các bạn. Quỳnh ăn có ngon không Quỳnh? Cháu ăn ngon không? Esi su hào đấy. Esi su hào ấy. Quỳnh ạ. Su hào. Đúng rồi, su hào. Su hào. Đây là su hào, cháu ăn có ngon không? Su hào. Cháu ăn có ngon không? Su hào. À, chà, tao bông. Cháu ăn rất là ngon. Ok. San đi cô mù. Antonio, Maria cozinha assim. Esse sou o Liu, cebola, san isso, come é bom? Sim, con. Ok, ở đây mình xào đấy là chỉ có ít muối này, ít muối, hành thôi các bạn, có một ít cà rốt và su hào, các cháu ăn rất là ngon, và cho một ít mỡ thôi. Còn ở trên này là các bạn ấy cũng đã ăn xong rồi. Một số bạn là các bạn là su xà là bạn ấy ăn sau. Ông ta mai su hào. Chega. Chega, bánh đã xây rồi. Có mẹ bánh phô của à? Chega. Ok.
Bên để mang đủ. Tony có mẹ bông à? Ngoan không cháu Tony? Sẽ làm cơm. Ok. Sani como? Senti como? Cháu ăn cơm ngon không? No gusta. No gusta. Acabó todo, ¿por qué? Quỳnh nào, Quỳnh ăn nhanh lên nào, không hết rồi ta kìa. Sau khi là các bạn ăn xong lại tiếp tục công việc là bạn Sandra, bạn Nelson và bạn Massimo sẽ đi tưới ngô và đi xới cỏ ngày hôm nay các bạn. Còn bạn Neo thì sẽ phụ trách bên cái nhà kia để san cái lền này. Công việc của ngày hôm nay là các bạn sẽ làm như vậy. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xu xa đâu rồi? Bye bye các bạn. Nào, thế giờ các cháu ăn xong rồi, bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye.